đó thì chuyện tình của các em như thế nào? Có đẹp như vần thơ không? Dạ không. Chia tay mấy lần? Dạ chia tay nhiều lần. Mỗi lần chia tay như vậy thì ai là người chủ động làm huề? Em là thường là chủ động hết, tại tính em nóng á. Lúc cãi nhau cái là em buông vẩy em đứng em đi à. Nóng rồi buông vẩy đứng em đi vậy hả? Không, em buông vẩy không phải kiểu đó mà em đập cái điện thoại luôn. Trời ơi, đập đó giờ mấy cái rồi? 4 cái rồi. Mà thiệt lòng đi, ngoài đập điện thoại ra có đập em không? Dạ không, chứ hề đến em, đập điện thoại em thôi. Rồi đập điện thoại, rồi con làm gì nữa không? À dạ có, có một lần anh ghen ghê lắm. Bữa đó là hỏi anh có lên trên phòng trọ của em chơi không? Thì anh kêu là không. Xong rồi cái anh không lên thì thôi, trong phòng mọi người đi chơi chung rồi. Cái ổng lên bất tử, ổng thấy cái tự nhiên ghen vậy rồi vô chửi vợ rồi. Nói là quen được thì quen, không quen được thôi, chia tay. Chứ quen gì mà hai ba ông vậy, cái em nói hai ba ông đâu ra nhiều vậy. Xong rồi mấy người kia cũng nói vậy đó mà không chịu nghe. Xong rồi cái vô kêu em vô phòng hai vợ chồng nói chuyện rồi đập điện thoại em. Xong rồi đòi đập đồ tùm lum gì, đập đầu tự tử đủ thứ kiểu luôn, đủ hình thức luôn. Đòi tự tử nữa hả? Dạ. Mấy lần? Dạ hai lần, một lần sau cưới. Lần sau cưới nó ghê hơn. Kể cho nghe coi. Dạ sau khi cưới là chồng em cũng dạng như là nói xạo, em cũng phát hiện ra. Sao em mới hỏi là sao nói xạo em? Thì ông kêu không có. Xong ông xuống dưới nhà em á, ông mới nói với mẹ là em thế này thế kia. Ý là đổ hết tội lỗi lên đầu em vậy đó. Em tức quá em xách đồ em đi luôn. Lên nhà bạn ở 3-4 ngày vậy đó, ông đi tìm không được, xong rồi ông gọi điện thoại. Cái em cũng không nghe máy, xong rồi ông lên trường chỗ em làm á. Thì ông mới kêu là bây giờ sao muốn gì? Cái em bảo là muốn gì là muốn cái gì? Xong rồi kêu mày giờ mày có nói không? Em kêu giờ không nói làm gì. Ủa ai kêu mày? Chồng em. Kêu vợ bằng mày. Trời ơi. Giờ hỏi mày nói không? Cái nào không. Cái nào giờ mày muốn tao chết đúng không? Ừ chết đi, chết được chết đi. Không quan tâm. Xong anh chạy thẳng xe ra bờ tường ngay trường em, anh tông một cái gì đó. Trời ơi trời ghê vậy. Rồi có bị gì không? Ủa là đập đầu xe chứ. Dạ không, tông thẳng cả xe lẫn người luôn. Xe vô tường luôn. Xong rồi tường mà bể tường luôn nhưng mà ổng không bị gì hết. Xong rồi em chạy ra thấy ông xỉu dễ sợ quá, cái cũng khóc. Kêu anh ơi tỉnh lại, em biết lỗi thôi, em tha lỗi anh. Rồi cái tỉnh liền. Rồi em xỉu luôn. Coi, tức là xỉu trước phải không? Ủa mà xảy lúc đó là em có xỉu thiệt không mà làm giả xỉu? Không, em xỉu thiệt. Thì lúc đó em chỉ nghe thoáng thoáng là vợ em xin lỗi, em không có vậy nữa đâu, em không bỏ nhà đi nữa đâu. Rồi cái tự nhiên em có cảm giác giống như vật gì đè lên người em. Rồi hai vợ chồng cùng xỉu. Dạ, em xỉu xong rồi được mấy chị đồng nghiệp trong trường đưa đi cấp cứu. Đi cấp cứu không? Dạ không. Dạ không, không được. Ủa sao vậy? Tự xỉu, tự tỉnh hả? Dạ, tự tỉnh. Ủa xỉu, lúc đó em có xỉn không ạ? Dạ không. Để hỏi cái suy nghĩ gì, lúc em suy nghĩ sao mà em lại quyết định làm cái điều đó? Lúc đó thì em suy nghĩ là thôi chắc duyên tới đây hết rồi, thôi thà chết cho xong. Trời cái, dịu, nhưng mà ý chị hỏi là cái đó là em muốn hù hay là em thực sự muốn chết cho rồi? Lúc đó em muốn chết cho xong. Nó muốn chết xong. Rồi chị hỏi vợ nè. Ví dụ như bữa đó mà nó không phải là nó xỉu vậy mà nó chết luôn rồi em tính sao? Cái lúc đó em hối hận cả đời. Hối hận cả đời đúng không? Dạ. Thôi nha, đừng bao giờ có lần thứ ba nha. Thật sự tội nghiệp thiệt, em cũng xỉu, cô anh này cũng xỉu. Ê nó nghe nè, rồi bữa giờ còn đập đầu nữa không? Dạ còn. Trời má ơi, đập đầu cái đốc. Mà sao em khó khoái đập đầu vậy? Không, lần này đầu nè, hỏi nè, có cái gì có thẹo đây không? Dạ không. Trời ơi, chắc dùng thiết đầu công hay sao rồi. Chắc chơi chiêu dùng vợ. Mỗi lần em giận lên là cứ vậy á. Thôi đừng có vậy. Em đập đầu rồi đó, rủi bữa nào em đập trúng cái dây thần kinh. Chết nó không chết mà sống nó không sống rồi sao? Và con em sao? Từ lúc đó em suy nghĩ lại là em không có đập thiệt nữa. Em đập giả bộ à. Trời má ơi đập. Thấy không? Thôi mà thôi bỏ đi. Nghe. Bây giờ mọi người có đồng ý là bây giờ bắt anh chồng phải hứa là bỏ không nào? Đó. Giờ đứng lên hứa vợ đi. Từ giờ trở đi á là anh hứa với vợ anh không có đập đầu nữa. Cũng không có đập đồ nữa. Bắt tay đi, bắt tay nhau đi nha. Mọi người làm chứng nha. Mọi người làm chứng á. Theo. Đó, có bằng chứng đó, anh hứa với em anh không có đập đầu, không có đập đồ nữa. Rồi, bây giờ kể cho anh với chị Vân nghe. Sau khi cưới nhau về, ông này ngoài cái chuyện mà ông giận lên đập đầu, ông còn cái tật xấu gì nữa? Dạ còn, nhiều lắm. Nhiều để kể gì vậy? Gái chán và đầu nghiến răng.
Có bữa nghiến răng em tức quá em ngủ không được, em đem tán cho mấy cái. Như vậy không thèm dậy nghiến nữa, nghiến tới sáng luôn. Đến khi mà em đi làm rồi em vẫn còn nằm nghiến mà. Nhiều khi hỏi anh ngủ sao anh nghiến răng mà anh không nghe hả? Anh ngủ biết gì đâu, anh ngủ thấy im ru à, không nghe tiếng động. Nghiến răng là bệnh lý. Bệnh lý chứ không phải tật xấu rồi. Dạ. Bỏ qua. Rồi, tật xấu gì nữa? Dạ, hai vợ chồng cãi nhau thì anh cứ xưng mày tao miết à. Cái đó không phải tật xấu mà là cái tật quá xấu luôn. Thường tình một người phụ nữ đẹp như thế này nè, xinh như thế này mà kêu bằng mày được thấy thiệt. Mọi người có đồng ý không? Nhiều khi vợ chồng cãi nhau á, tính em ít nói, em có nói, em càng im nói càng dữ anh. Bây giờ anh vậy đúng không? Anh vậy. Em tức quá em chịu hết nổi rồi. Em quay bây giờ mày muốn gì? Em nói đúng một tiếng là im phăng phát luôn. Là không nói lại, em cũng im luôn, em bỏ em đi chỗ khác em ngồi. Rồi hồi cái em về rồi đầu em mới suy nghĩ em xin lỗi. Thiệt ra đó, cổ không phải sợ em đánh đâu, mà cổ im là bởi vì cổ bị tổn thương đó. Dạ đúng. Tổn thương cái từ mày đó. Em cũng biết về em xin lỗi rồi. Thôi giờ xin lỗi nó đi rồi hứa nó đi. Tại vì tôi là tôi cực kỳ ghét đàn ông kêu phụ nữ bằng mày, đúng không? Rồi hứa cái nó đi. Bây giờ anh hứa với vợ, anh chị, đó. Hứa với mọi người rồi. Là từ giờ trở sau là có nóng cỡ nào cũng không kêu em bằng mày, kêu bằng cưng thôi. Nhớ nha. Thiệt, nhiều khi em thử đi. Cái cơn mà đang lên vậy đó, thay vì á, bây giờ mày muốn cái gì, cái tự nhiên em gào lên. Bây giờ cưng muốn cái gì, cái tự nhiên cục diện thay đổi, em mắc cười. Dạ. Em mắc cười liền đúng không? Cười, cái vợ là cười, thôi, cái chồng cười, được cười luôn. Rồi, xin cảm ơn em. Nha.